Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay gia đình ăn một bữa thịnh soạn luôn. Măng tây xào. Cái này là trứng gà mình thèm, mình xào rồi, trứng gà với hành hành Ủa, hành trứng gà tây. chưa chín rồi. Luộc lâu lắm mà anh. Còn cái này là bữa nay là ăn trứng gà lộn mọi người. Trứng gà Ở Việt Nam mình á, gì bỏ vô đây. Việt Nam mình á là có trứng vịt lộn, còn bên đây là họ ăn trứng gà lộn nha mọi người. Rồi, đây nè. Rồi mời tất cả mọi người cùng ăn cơm với gia đình em nha. Hai cha con ăn hết rồi, bây giờ em ăn cơm. Trước em ăn mở hả không đó. Em mới ăn tráng miệng sao. Ngon quá. Ngon quá. Măng tây. Xào giống như ở quê vậy. Ăn ngon. Xào không. Xào không xong rồi chấm với nước tương. Cái măng tây này chấm nó nhỏ rồi. Lâu lâu á mình thèm trứng chiên. Lâu lâu thèm trứng chiên vậy rồi. Ăn cơm mới ngon. Ngon quá ha. Nãy em mua chục trứng nhiêu vậy? 15 trứng 6 đồng. 15 trứng 6 đồng hả? Mình giá. Hồi trước nó bán một dĩa nhiêu? Trước bán dĩa có 6 đồng bạc nhiêu. 6 đồng là 24 trứng. Trứng. Rồi, lên gấp đôi. Mấy hôm nay không ăn cơm, bữa nay ăn lại ngon quá. Mấy hôm nay toàn ăn mì, ăn hủ tiếu gì không. Nó không chịu. Anh rồi anh đập, anh tự đập à. Nó không chịu à. Nãy ba đập bể lên cái dãy không chịu. Đó, rồi tự đập rồi. Ngon quá anh về à, ngon quá giỏi. Bỏ đây con, ăn bỏ đây, bỏ cái dĩa giỏi vô đây nha, bỏ giỏi vô đây. Bác nó đập được hả? Giỏi chưa. Nãy đi về làm mấy cái này á. Định làm chiên miếng trứng ăn cơm thôi. Đập lộn đầu rồi con. Đập đồ này nè. Nhưng mà giờ bạn thấy măng á, nó muốn hư mọi người. Măng này nó hư cái phần đầu nè. Rất là dễ hư, nó non á. Cái thấy vậy thôi xào ăn luôn. Để bữa sau rồi nó hư. Ủa anh nghĩ cái loại măng nhỏ này là dạng mà nó hết mùa không anh, cho nên bị nhỏ hả? Mình đâu biết đâu. Như măng bữa trước em mua là măng hoàng đế, bự hơn nó ta cái luôn, to lắm luôn. Măng này nó trồng thề, nó không có bón phân. Mùa này nó không bón phân cho nên nó nhỏ. Mà nó không già đâu nha. Phải. Em bỏ, bẻ bỏ có như thế nào. Có nhiều loại măng mà người. Nó già phải bẻ bỏ rất là nhiều, chỉ lấy được khoảng bao nhiêu thôi hả? Còn nhiêu là bỏ hết. Như bữa có giấm. Cái giống mà bự gấp đôi giống này nè anh. Nó em mua là về bỏ gần nửa cây luôn á. Nó già rồi nó mới bự. Nó còn non.
đạp chậm đẹp à. Nô con đạp con gỡ cái gì nè. Ok rồi. Anh đập dầm bẹp cái trứng luôn. 5 triệu. Ok hả? Không chịu ăn hả? Ừ. Không, 5 triệu cho anh đập. Ừ. Đập rửa, không đập rửa. Không có trứng luôn. Trứng không múc bầm đi con. Ăn ngát thiệt ha. Không ha, không chịu ăn. Không chịu ăn. Anh muốn gỡ luôn nó. Thích rồi gỡ. Con bỏ vô chén gỡ hả? Không chịu. Kệ. Chơi chơi chút tắm. Măng ngon chút. Anh ăn anh nhậu anh chấm cũng ngon. Nhậu á ngồi. Mình hả? Mình bay nha. Anh. Đó, xong rồi bỏ ông đây. Con lột xong rồi con bỏ ông đây. Cái măng này anh. À, lột xong bỏ đây nè. Ừ, anh lột hết rồi hả? Ừ. Nước đâu hết rồi. Bỏ đây để ăn nó thấm vô này hết rồi. Uh-huh. Rồi, măm măm đi, măm măm đi. Ừ, ăn đi, thôi đi ăn đi. Ừ, ngon mà. Cắn đi không? Mời hả? Mời á, mời. Cắn bỏ miệng rồi mi con. Ầm. Cạp đi. Ngon. Ăn cho ba coi đi. Ăn đi. Giỏi nè. Măng ngon quá. Ngọt. Chấm với nước tương ngon. Điều ghi. Ăn đơn giản vậy mà. Ăn đi. Con ăn đi. Rồi con muốn bỏ đó hả? Rồi bỏ đi. Cho tôi à. Trứng thì nó để cầu tuần mấy rồi chứ làm gì hôm thứ 6 đến giờ. Thứ 6 đến giờ còn nước. Khô nước không hả? Ừ. Để đêm dài ngày nữa mà hết ăn luôn. Trúng chửi. Chắc ăn ế quá vậy. Đấy. Chắc cái tuổi đêm tới. Chứ bây giờ anh mà gọi nói nữa ngày mai anh ra anh lấy 12 tiếng khác. Tuổi đó đổi lên nè. Đổi thằng đêm cái trứng cũ ra luôn. Nói nó biết rồi. Tự quả được cái chỗ đó. Làm giống làm ăn giống Mỹ hả? Ừ. Tụi ta khách quen ngày xưa giờ luôn mà. Ừ. Cho nên nó kiểu nó biết là không có xạo nữa. Ừ. Nhà ngày xưa nổi trong nhà cũng có luôn mà. Ừ. Ngon quá luôn. Sao vịt lộn đem về ăn, ăn uống hết để đậu lộn nở từ luôn. Nở luôn. Rồi bây giờ mình ăn thử cái trứng gà. Gà lộn không? Coi bữa nay ăn nó ngon không? Vịt khô, không có nước. Nhà ăn gắn nước mà được. Nước ngon. Ở bên đây mọi người kiếm một trứng vịt lộn ăn rất là khó khăn luôn. Khó. Chỉ có hộp gà lộn thôi à. Hộp gà lộn nó rẻ hơn vịt lộn. Rẻ mà không ai thích ăn á. Ừ. Nhiều vịt lộn mắc hơn đúng không anh? Ừ. Ngồi vậy. Ừ, trứng này ngon nè, có nước giống nè. Ừ. Thèm ăn. Vậy nó ngon các bạn. Nhà nó trồng trong nhà nè. Uh-huh. Nhận mà biết nè. Nhận nè.
cắt vô trong tủ lạnh này, đừng có cắt cái tủ lạnh. Có thì vừa ăn luôn, nó không có quá mềm. Bởi cái tuổi đêm tới á, chứ mà tụi nó. Ăn ha. Cắn mấy đi. Con cảm ơn mẹ đi. Con này á thì nhỏ hơn mà nó hơi sáp, hơi bị khô, cũng còn rất ngon. Tầm đỏ còn nhiều. Đổi quá, 3.000 ba. Cảm ơn mẹ nó. Con nói lại coi. Nói nào Hoàng, nói từ từ. Cảm ơn mẹ. Giỏi quá. Giỏi quá. Ếch chín. Ếch hả? Ếch chín hả? Ếch, ếch, ớ, ớ, ớ. Ếch chicken. Ếch chê. Chicken. Chicken. Ừ. Chicken. Ừ. Chiếc chế. Chả qua ba ghế ba ngồi rồi con hả? Ừ. Tao ăn là no quá, nó không có mùi. Cũng trọng nhà đó. Nó xèo à. Nhưng mà nếu như ở trong nhà được như vậy á, bả không phải có mấy hít á. Có ring hao nó mới hết rồi, nó có ring hao nữa. Nhà kiến dễ dễ ở chị chơi đi, con chơi đi. Cái này già nè, chị chơi đi. Cái gì? Nắp ăn nè, nè nắp nè, dạ rồi nắp. Cái gì rồi nắp một cô chú ơi, nắp cô chú. Ừ, nắp cô chú ơi. Ừ, ếch chị ngang ếch. Ừ, ếch hai cái ếch. Ừ, hai cái ếch hả? Hai cái ếch. Ừ, hai cái ếch. Tôi ăn non quá, không nghe mùi. Ủa, nãy giờ anh ăn mấy trứng hả anh? Nãy giờ em ăn hình như 3 trứng thôi ta. Ăn một cái trứng của em gì với một cái trứng em đọc. À, 2 trứng rồi. Ăn thêm một trứng nữa. 3 trứng. Ăn thêm một trứng nữa nha. Ăn thêm một trứng này nữa là còn 2 trứng nữa cho ba xử nha. Ba. Nó chờ nó khô queo mọi người. Ừ. Giờ ăn bị khô không ăn ngán gì. Không có nước luôn á. Ăn á, hột vịt với hột gà lộn thôi, chỉ thích nhất là cái nước thúc nó ngon. Ngon sáp quá. Người con bị sáp hết rồi. Nó vẫn còn ăn được. Nó vẫn còn ngon nhưng mà nó khô nước. Trứng nó có nước, nó chảy hút gì vậy. Không còn cái chồng trắng, anh ăn cái chồng trắng không? Trứng tối thì nó mềm mềm không à? Nè, mềm, ngán quá. Ngon, lo ăn lại ngủ cũng ngon. Trứng
cứng không? Hả? Cứng rồi, quăng rồi. Không có sao con. Còn 3 trứng rồi. Bỏ cái lạnh ra. Bỏ cái lạnh cái nó khô lại sao? Rồi, để luôn. Ngon quá luôn á. Quá ngon. Ăn 3 cái trứng gà, một chén cơm, rau, thịt. Quá trời, no quá các bạn ơi. Ngon, mà cũng nhận đói, ăn ngon dữ sợ. Thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye, bye.